Vâng, em Đức Hải Dương lại chào toàn thể quý chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán trao đổi ô tô của em Đức Hải Dương. Mới nhất trong ngày hôm nay, em Đức Hải Dương lại đang trên đường về thêm một mẫu xe, một chiếc xe bản hatchback anh em nhé, 5 chỗ ngồi. Với mẫu xe này, cái dòng SUV SUV này là một cái dòng xe được rất nhiều anh chị và các bạn lựa chọn cho gia đình nhà mình. Một cái dòng xe thương hiệu rất nổi tiếng các bác nhé. Thì xe đã được trang bị màn hình, rồi là cam lùi túi khí nguyên bản theo xe, cân bằng điện tử phanh ABS, chả thiếu cái gì anh em nhé. Đổ đèo đổ dốc qua hết. Và với chiếc xe này thì đã được nhà sản xuất trang bị hộp số tự động 6 cấp anh em nhé, gồm có cả số thể thao 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 các bác nhé. Và chiếc xe này thì giá rất hợp lý thôi, giá cực kỳ hợp lý luôn. Đây là các bác đang gọi điện cho em, nhưng mà thật sự ra giờ em đang rất bận. Rồi chúng ta bắt đầu khám phá cái mẫu xe mới ngày hôm nay. Đây các bác này, cam màn hình nét là nẹt luôn các bác nhá. Đấy thì một lát em Đức sẽ cùng với quý anh chị và các bạn xem tổng thành về cái mẫu xe này từ trong ra ngoài. Đây, đây. Chế độ khóa cửa tự động auto anh em nhá. Và xem nào, điều hòa. Đấy, chế độ điều hòa auto. Đấy, túi khí an toàn. Và đây nó có cả cái cảm biến áp suất lốp anh em nhá. Đây hệ thống cảm biến áp suất lốp, hay là lốp nào lon lốp nào ấy là nó báo trên đây anh em nhá. Và với mẫu xe cái dòng SUV này thì nó đáp ứng cho tất cả quý chị và các bạn, là thứ nhất là gầm nó cao, cái thứ hai là đi nó rất trường đầm xe. Và giá chiếc này thì thật sự ra thì nó rất là rẻ thôi. Cái dòng xe mà Hai Ma, cái hãng Hai Ma này anh em nhá, là nó là xe của Trung Quốc. Đấy anh em nhá, hôm nay em Đức sẽ review cái mẫu xe Trung Quốc này cho anh chị và các bạn xem là cái tính năng của nó an toàn cũng như nào, và nó trang bị những cái gì các bác nhá. Chiếc xe này thì giá thì nó chỉ có ngót 200 triệu thôi, đời rất là cao, đời 2012, trang bị hộp số tự động 6 cấp, túi khí an toàn, cân bằng điện tử phanh ABS, không thiếu một cái gì cả, màn hình cam lùi theo xe tất cả luôn. Đấy, cạnh tranh trực tiếp vào những cái dòng xe Việt Nam các bác nhé. Nếu mà anh em nào mà không thích dòng xe tàu thì có nghĩa là các bác cũng chỉ xem qua thôi, còn để biết là xem là nó hơn chúng ta ở cái gì, hơn những cái mẫu xe ở Việt Nam hiện tại bây giờ lắp ráp, như một số dòng giá bây giờ cũng loanh quanh 200 mà cũng 2010, 2012 các bác nhá. Mà dòng này hơn cái là nó là xe của hãng Hai Ma, mà được lắp ráp máy vừa nhìn là Mazda anh em nhá, nên là toàn bộ về máy móc rồi phụ kiện thì các bác yên tâm, đồ đoàn không thiếu cái gì cả. Đấy, và một lát nữa em Đức sẽ cùng quý chị và các bạn chúng ta sẽ đi vào cái khu vực mà em Đức thường hay review những cái mẫu xe mà hiện tại bên Đức về. Thì thời tiết hôm rồi là nó cũng mưa lắng bất thường. Thứ hai, em Đức cũng bận rất là nhiều công việc, đi mua xe rồi dọn xe rồi là tiếp khách bán hàng, nên là một mình rất lắm việc. Và em Đức sẽ cùng anh chị và các bạn chúng ta ra cái đường, cái điểm mà em Đức hay quay nhất các bác nhé. Màn hình cam lùi theo xe, cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ hết. Mẫu xe này thì đây em Đức thả tay ra các bác nhé, chạy khá là ok. Đồng hồ tua rồi là kim báo nhiệt, báo xăng. Đấy, đổ đèo. Con này báo lỗi túi khí anh em nhá, báo lỗi túi khí. Nhưng mà riêng cái mẫu xe này thì em Đức lại cam kết và bảo hành cho anh em là xe không đâm đúc. Đấy, không tái lạn, không thủy kích. Máy êm, gầm chắc anh em nhá. Số thì rất mượt mà.
điều hòa rất mát các bác nhá. Và đây là nó có một cái cửa sổ trời. À, đấy các bác nhá. Xe tàu là tàu thật đấy nhưng mà nó xịn hơn xe Việt Nam mình rất là nhiều. Đấy, đừng coi thường anh tàu. Máy thì đảm bảo các bác là máy Mazda 100% rồi. Đấy. Úi giời ơi. Cứng ngắc luôn. Và em Đức sẽ tắt cái máy đi cái. Đấy. Cửa chốt cửa đã tự mở anh em nhé. À, trước màn hình nhỏ của anh chị và các bạn là một cái mẫu xe SUV, một cái mẫu xe dòng SUV 5 chỗ ngồi, xe cực kỳ rộng rãi thoải mái luôn. Cái dòng này anh em chúng ta mua về đi phượt, đi câu cá hoặc là đi chở dịch vụ taxi, làm cái gì cũng được. Đấy. Và giá thì rất hợp lý thôi. 200 triệu trong đó là đã có phí rút hồ sơ hoặc công chứng chứng ủy quyền cho tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc về cái mẫu xe Mazda. Em Đức nghe nhắc nhầm nhé, cái mẫu xe hai ma, đấy, máy Mazda các bác nhá, máy Nhật luôn, đấy, khung gầm cực kỳ chắc chắn luôn, giá 200 triệu, bao rút hồ sơ, bao công chứng ủy quyền, xe thì đã được nhà sản xuất trang bị đèn bi sa lông, đấy. Trông nó gần như là một chiếc mẹt, cái đầu cái này nhìn nó kiểu la lá con mẹt, GL các bác nhá, GL 300, đấy. Không khác gì luôn. Nếu mà cản ga lăng mẹc thì không giống mẹc luôn đấy các bác nhá. Đấy. Được trang bị phanh ABS 4 bánh. Đấy, la răng đúc 5 nan kép luôn. Cực đẹp. Màu trắng ngọc trinh. Cảm biến nùi coi như là cam nùi theo xe các bác nhá. Cái gì nó cũng theo xe hết. Đấy, không có cái gì nó đổ đẽo cả. Rồi là gạt mưa đằng sau này các bác này. Đấy, giá 200 triệu thôi. Em nói các bác cái chiếc này mà độ lên gọi là logo của mẹ thì không khác gì coi như là GL300 anh em ạ. Tổng thanh về sơn vỏ thì các bác không phải làm gì, nội thất cũng vậy. Rồi thì sau đây em cùng với chị và các bạn chúng ta sẽ khám phá cái mẫu xe hai ma này anh em nhé. Đây, cụm đèn pha của nó đây đã được trang bị đèn bi sa lông rồi, cụm đèn bi sa lông này anh em nhé, cực sáng luôn. Và cái mặt cản ga lăng khá là bự. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý luôn. Dáng không khác gì chiếc mạch GL300. Và đây cái bộ phanh ABS anh em nhé, 5 nan kép này của nó này, cực kỳ khỏe và chắc chắn. Xe này cực ngon luôn nhá anh em nhé. Đã được trang bị gương tích hợp xi nhan luôn các bác nhé. Đấy, bệ để chân luôn anh em ạ. Bệ bật lên xuống luôn này. Đấy. Khá là nhiều cái mà những cái xe ở Việt Nam mình chưa có anh em ạ. Và giá rất hợp lý luôn. Đây các bác này, đăng kiểm cực dài luôn các bác nhé. Đến tháng 8 năm 2021. Đấy, chúng ta đi năm nữa chúng ta mới đăng kiểm. Đây. Xi nhan nó đây. Xi nhan này vách lên nó không có bằng. Đây các bác này. Bệ để chân của nó này rất là chắc chắn anh em nhé, rất là chắc chắn luôn. Xe đi rất là vip. Đấy, tổng quan về chiếc xe thì là răng đúc phanh ABS. Đây là cụm đèn hậu nha các bạn. Cái xe này thì nhìn nó rất là ok. Đấy, cảm biến lùi này là cảm biến lùi nguyên bản theo xe anh em nhé, theo xe luôn các bạn nhé, không phải xe độ đẽo đâu các bác nhá. Đấy, dòng Trung Quốc thì người ta hơn với mình về công nghệ rất là nhiều. Và giá thì thật sự ra là cực kỳ cạnh tranh vào những dòng xe Việt, xe nội địa của Việt Nam. Đấy.
và nó xoay luôn cái phần gầm bệ sassi, anh em xem này, đây phần gầm bệ sassi đây. Đây chiếc này thì được vận hành cầu trước anh em nhé, bổ nó vẫn còn nguyên bản chứ thủng luôn, giá hợp lý thôi. La răng sọc bánh đĩa anh em nhé, lốp thì dày dã man luôn này, sờ lốp mới bao giờ nó sướng, nó mát, nó mịn tay đấy. Rồi sau đây là em Đức cùng anh chị và bạn chúng ta sẽ khám phá khu vực nội thất bên trong chiếc xe này. Thì em Đức mới mua về xong, trên đường về chưa có tẩy dọn gì anh em nhé. Đây là cà phê đổ ra đây anh em, đấy nhìn cái màu nó mất cái ghế điện đều chỉnh 8 hướng anh em nhé, giá hợp lý thôi. Đây, vô lăng tích hợp túi khí an toàn, trong khi đấy lại có cả lúm chỉnh loa đài âm thanh. Đấy, rất là nhiều tính năng hay nhưng mà thật sự ra là mình không thể hiểu hết được. Đấy, đây ghế điều chỉnh nhé, 8 hướng anh em nhé, lên xuống các kiểu con là điếu luôn. Đấy, ngã ra gật vào cửa sổ chơi. Đấy, cái dòng này là dòng 5 chỗ anh em nhé, dòng 5 chỗ bản SUV. Và cái bệ bậc lên xuống của nó này, cái chỗ điểm này, này điểm để chống va đập này, xước này là ghi 2 ma 7 này anh em nhé. Đấy, đấy các bạn, à, một điểm nữa là cái ở ngoài này đều được úp mạ chrome hết anh em ạ. Rồi, toàn bộ được úp mạ chrome hết. Đấy, rất là hay. Chân này thì được nẹp mà mạ inox anh em nhé, cũng mạ chrome luôn. Đấy, cái dòng SUV này thì khá là hay. Đây, lóc của nó đây các bạn này. Đấy, lóc của nó đây. Đấy các bác thấy không? Cửa rất là hít luôn anh em nhá, rất là hít luôn. Đấy, không khác gì những cái mẫu xe mà hiện tại ở Việt Nam mình đang chào bán coi như là 300-400 triệu anh em nhé. Đấy, mà trong khi đây là chỉ có 200 thôi. Trần lì anh em nhé, trần lì. Xong rồi ngồi thì rất là cao, sướng. Đấy, giá hợp lý, rất hợp lý cho anh em. Rồi, chúng ta sẽ ra khoang đằng sau. Khoang đằng sau này thì cái khoang cốp này nó rất động, rộng luôn. Cái này là chưa có đá cốp anh em nhé, chưa có đá cốp. Đây là khoang hành lý đằng sau rất là rộng. Anh em Đức nghĩ là khả năng nếu mà lắp một cái ghế đằng sau này vẫn lắp được anh em nhé. Một quả lốp sơ cua dự phòng bằng la răng đúc nguyên bản theo xe, 5 quả mâm đúc nguyên bản theo xe. Cái phần này nếu mà lắp được ghế là vẫn lắp được ghế nữa này, cho các cháu nó ngồi. Đây, cột kèo đinh tán đằng sau đây, nguyên bản luôn. Đấy, đây các bác này, xe thì rất đẹp, giá rất hợp lý thôi. Rồi, cái chiếc này thì nó chưa đá cốp anh em nhé, em thì Đức thì đá phát rồi, ô nó không lên, không lên, không lên các bạn, đấy, không lên. Rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Và hệ thống 4 cái đèn mở cửa ra để chiếu sáng thì vẫn còn nguyên bản. Đây, cũng là cái bệ inox của nó đây, nguyên bản luôn. Xe rất đẹp, công nhận là 2 ma nhưng đẹp thật các bạn. Kính zin luôn, kính 2 ma, kính zin luôn anh em nhé. Đây, kính 2 ma này, kính zin luôn các bạn. Đấy, trên đường về luôn, đi tất zin toàn tập luôn. Bệ để chân, túi khí an toàn, màn hình theo xe. Đấy,
vô lăng gật gù anh em nhé. Và Đức cùng anh chị và bạn chúng ta sẽ khám phá cái khoang động cơ của chiếc Haima này. Và đây là động cơ của chiếc Haima anh em nhé, và chúng ta sẽ khám phá cái khoang động cơ này của nó. Đây, toàn bộ phần đầu đây, nguyên bản luôn anh em nhé, bảo hành cho anh em là không đâm đụng, không té lạn, không tỉ kích. Đấy, máy ngon, điều hòa mát rét, cuốn số nhẹ nhàng. Đây, khoang động cơ ở đây, cái này nó bắt khá là chặt. Đấy, xe rất là đẹp anh em nhé. Và Đức sẽ lổ máy lên để cho chị và các bạn chúng ta nghe tiếng động cơ của chiếc này. Đây, kính của nó này các bác này, kính zin hết luôn. Đấy, các bác nhìn không, kính của này nó zin hết luôn, zin đét luôn anh em nhé. Đấy, các bác nhìn không, kính zin hết. Nên các bác mua cái mẫu xe này yên tâm là không có từ đâm đụng, tai lạn, tỉ kích các bác nhé. Các bác nhìn không, kính của nó là zin hết luôn anh em ạ. Đấy, máy thì ngon. Và chúng ta sẽ lổ máy lên để cho anh chị và các bạn chúng ta nghe tiếng động cơ. Máy con này cực êm luôn. Rồi, rồi, đây các bác này. Đấy, đồng hồ và cái đài này nó báo là Haima luôn, theo hãng luôn anh em nhé. Con này thì có một cái báo lỗi phần túi khí, nhưng mà các bác yên tâm, bảo hành cho các bác là không đâm đụng, tai lạn, thủy kích. Máy này, máy Nhật thì thôi rồi, các bác miễn về bàn về máy các bác nhé. Cung gầm cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, máy lổ êm du dù luôn các bác nhé. Đấy, êm du luôn, điều hòa mạnh là mát lạnh luôn. Bật cái bộ đèn này xem nào cho nó sáng tưng bừng khói lửa lên. Và một lần nữa em Đức Hải Dương chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn ở chúng ta luôn luôn theo dõi kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Đức suốt thời gian vừa qua. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip về sau. Vâng, em chào các bác nhá.